Rồi chứ. Rồi dứt bánh chứ. Đâu bây giờ cần á thì lấy cái bánh. Sửu ở bên Bình Trung kia kìa. Dạ. Đà Nẵng. Nói chung là những người quan họ biết á, họ mua thì mình gửi cho ship. Đổ lửa. Được mượn bếp gì vậy đi, không bự bự ngoài đó sợ là tới khăn anh. Giờ cát đúng không? Cát đi. Cát đó. Thì cát đã xóa nhà rồi. Thì báo cáo lại, ví dụ như giờ nó tiêu chí nó gắn liền, ví dụ như là tổ dân phố này hóa đó, thì ví dụ như 0% nhà tổ. Đó. Mà ông được cái được.